Khi những cánh hoa đào nở rộ, khoe sắc khắp bản làng cũng là lúc những phiên chợ nơi vùng cao Thanh Hóa trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ở vùng cao, chợ là nơi hội tụ những sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đến chợ không chỉ có mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, kết bạn. Những ngày này, phiên chợ Tam Thanh ở xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Đắt hàng nhất có lẽ là khu vực bán váy thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, bởi đây là trang phục mà người dân sẽ lựa chọn để mặc trong những ngày Tết cổ truyền sắp tới. Ở xã Tam Thanh có mỗi phiên chợ này, năm nào cũng vậy. Vào gần Tết, chúng tôi sẽ đến chợ để mua váy truyền thống của dân tộc mình. Vì vào đầu năm mới, chúng tôi sẽ mặc những bộ quần áo mới thật đẹp. Chợ Tam Thanh là một trong những chợ nằm ở biên giới Việt Nam-Lào, họp vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Người dân ở đây bắt đầu đến chợ vào khoảng 7 giờ và kéo dài cho đến hết buổi sáng. Các mặt hàng trao đổi tại chợ chủ yếu là hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và tiêu dùng của nhân dân. Trong đó, không thể thiếu các sản phẩm mang đặc trưng của vùng biên giới. Hôm nay đến phiên chợ, tôi mang đến một ít rau của nhà chồng để đổi lấy một ít vỏ chay để ăn trầu và một ít hành. Mỗi tuần họp chợ sẽ mua một ít để dành chuẩn bị cho Tết. Chợ đây là một cái chợ rất là đông người, được khách thập phương, không riêng ở nhân dân xã Tam Thanh, đặc biệt là các cái xã đơn cận cũng như là các cái huyện bạn. Thời kỳ trước là nó chưa có dịch Covid-19 thì cả nước bạn Lào cũng có cái giao thương hàng hóa. Chuẩn bị đến Tết thì chúng tôi cũng đã triển khai, đặc biệt là về công tác phòng cháy chữa cháy đối với chợ. Thứ hai là về đảm bảo an ninh trật tự với là công tác vệ sinh môi trường thì có ban quản lý chợ đã thực hiện rất là tốt nội dung này. Dịp cuối năm, các phiên chợ vùng cao luôn sôi động. Đây là nơi giao lưu văn hóa, hội tụ những sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đến chợ, người dân không chỉ mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là dịp để gặp gỡ, kết bạn, trò chuyện. Chợ mỗi nơi lại có những đặc trưng riêng về con người, vùng đất nơi đó. Trong đề án phát triển du lịch cộng đồng, một số địa phương đã có chủ trương gìn giữ nét truyền thống của phiên chợ, kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn để khám phá khi về với vùng đất và con người nơi đây. Ủy ban nhân dân xã đã có chủ trương đẩy mạnh khai thác hiệu quả chợ phiên phố đòn. Đối với địa phương xác định, phát triển chợ phiên phố đòn mang lại lợi ích kép, vừa phát triển du lịch, vừa cải thiện thu nhập cho người dân, đồng thời cũng góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Mỗi phiên chợ ngày xuân ở vùng cao Thanh Hóa đều có nét đặc sắc riêng, là sự hội tụ văn hóa truyền thống từ bao đời nay của các đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Xuống chợ ngày xuân là văn hóa, là bản sắc và là sự giao hòa của đất trời, lòng người. Vì thế, cứ mỗi dịp xuân về, đồng bào lại náo nức hạ sơn đến với những phiên chợ nơi núi rừng mờ xa.